Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu, ước mơ, thật nhiều ước muốn, hy vọng. Tình yêu đã tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Lòng dạ đàn bà. Tại phiên tòa, một cặp vợ chồng trung niên chuẩn bị tiến hành thủ tục ly hôn. Người đàn ông đã điền đầy đủ thông tin và ký tên của mình vào đơn ly dị, rồi lẳng lặng đưa tờ đơn cho người phụ nữ. Người phụ nữ không nói câu gì, cầm tờ đơn, liếc nhìn anh chồng với vẻ rất khinh thường, rồi xé nát đơn ly hôn trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Chúng ta chẳng phải đã nói chuyện rồi sao? Em làm gì thế? Anh còn thiếu nợ tôi 200 triệu. Anh phải trả cho tôi xong thì mới ly hôn được. Trước đó đã nói chuyện xong xuôi, nhà cửa giao hết cho cô ta, chấp nhận ra đi tay trắng, mà không ngờ giờ cô ta lại dở quẻ. Về đến nhà, người vợ cầm giấy bút ra bắt người chồng viết giấy ghi nợ. Anh chồng không nói gì, ngậm ngùi nén cơn giận, ghi giấy nợ đưa cho vợ. Tôi sẽ trả đủ tiền cho cô. Tôi chờ anh, trả xong chúng ta ly hôn. Nhà này anh tự nguyện không lấy, tôi không quan tâm. Anh thiếu tiền người khác tôi cũng mặc kệ, nhưng tiền nợ tôi anh phải trả hết, thiếu một xu cũng không được. Tôi cho anh biết, nợ tiền mà không trả, có chết anh cũng không thể yên được đâu. Đúng là trên đời lòng dạ đàn bà độc ác nhất, không sai chút nào. Người đàn ông này vốn dĩ không phải là người bèo bọt tầm thường. Anh đã bỏ việc tại một công ty lớn, tự mình chuẩn bị mở một nhà máy kim khí nhỏ. Lúc đó phải đi mượn tiền, ngoài mượn tiền vợ ra còn mượn cả người thân, bạn bè nữa. Mới đầu thì nhà máy làm ăn thuận lợi, nhưng khi anh ta chuẩn bị trả hết nợ cho mọi người, một sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra khiến nhà máy biến thành đống tro tàn. Cuối cùng, tính tổng gia sản lại, anh còn nợ vợ 200 triệu, nợ những chỗ khác tổng cộng là hơn 150 triệu nữa. Mọi thứ trở về con số 0. Lúc này người chồng mất hết dũng khí, tinh thần suy sụp chán nản, không những trắng tay mà còn mang cả đống nợ. Anh không muốn liên lụy đến vợ mình nên mới dứt khoát đòi ly hôn, nhưng không ngờ bị vợ làm cho mất mặt. Thiếu nợ thì phải trả. Cũng may có người đàn bà vô tình kia nhắc nhở, mình không thể để mất danh dự được. Công chuyện của cậu giải quyết đi đâu rồi? Hiện tại tôi cũng đang có một khoản tiền nhàn rỗi, tôi nghĩ nó sẽ giúp cậu trong khoảng thời gian khó khăn này. 350 triệu, liệu đủ chứ? Thiệt ư? Anh nói thiệt chứ? Tôi cho cậu mượn tiền không phải là vì tình cảm bạn bè, mà để cho cậu gỡ vốn. Cậu là người có sĩ diện, đừng khiến tôi thất vọng. Thế là anh ta dùng số tiền này thuê một quầy hàng ở trong chợ, đi sớm về khuya, chịu khổ chịu cực nên rất nhanh có được thu nhập ổn định. 2 năm sau, anh ta không những mở rộng quy mô làm ăn mà còn dư được nhiều tiền. Anh quyết định mang đi trả nợ. Anh định trả hết cho mọi người trước, sau đó trả cho vợ rồi ly hôn, giải quyết được vướng bận, sau này chỉ lo làm ăn. Xin lỗi vì đến giờ tôi mới có thể qua trả nợ cho anh được. Trả rồi mà, sao lại còn trả nữa? Ủa, anh có nhầm lẫn gì không? Thực tình là tôi chưa có trả. Là vợ anh đã trả cho tôi cách đây 2 năm trước rồi. Cuối cùng thì tôi cũng có thể mang tiền đến trả cho anh. Công này là nhờ anh cả. Nếu không có số vốn ngày đó của anh, thì làm sao tôi có ngày hôm nay? 350 triệu đó chính là của vợ anh. Cổ nhờ tôi chuyển cho anh, còn cả đồ ăn cũng đều là vợ anh mua nhờ tôi mang tới đó. Làm sao mà cổ có thể kiếm được hơn 350 triệu? Không ngờ người đàn bà mà mình đang hận này lại dùng phương pháp như vậy để cứu mình. Làm sao mà em có thể kiếm được nhiều tiền đến thế? Thì em bán nhà, do người chủ mới có lòng tốt cho em thuê lại để ở. Sao em lại dại dột bán nhà đi chứ?
nhà bán đi còn có thể mua lại. Chứ người không còn nữa thì cái gì cũng mất hết. Vậy mà anh đã nghĩ không tốt cho em. Xin lỗi em nhiều lắm. Anh vẫn còn nợ em 200 triệu. Giấy nợ em vẫn còn giữ đó nha. Chỉ là mấy trăm triệu mà anh đã như vậy. Nếu nhiều hơn thì phải làm thế nào đây? Anh nghĩ coi, anh có còn là đàn ông không? Anh nhớ rồi, cảm ơn tình yêu của anh. Vợ chính là người phụ nữ vì bạn mà chịu thiệt thòi. Bất luận vợ bạn có làm sao đi nữa thì đừng ghét bỏ họ. Hãy quan tâm họ nhiều hơn. Cảm thông và thấu hiểu chính là con đường đưa ta đến bên bờ hạnh phúc.